Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tin trong nước và quốc tế của Đài Phát Thành Truyền Hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là giữ nguyên chỉ tiêu được Quốc hội giao, bước sang tháng 6, Bộ Công Thương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra. Theo thống kê của Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2016 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2015, thấp hơn con số 9,2% của cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, dư địa để tăng trưởng sản xuất công nghiệp còn tương đối lớn. Sau 5 tháng, cả nước xuất siêu khoảng 1,36 tỷ đô la, bằng 2% kim ngạch xuất khẩu. Dù kim ngạch xuất khẩu chưa đạt được con số như quốc hội giao tăng 10%, nhưng chỉ tiêu nhập siêu năm nay tối đa 5% kim ngạch xuất khẩu hoàn toàn có khả năng đạt được. Dư địa gia tăng xuất khẩu cũng vẫn còn tương đối lớn khi quý 3, quý 4 được đánh giá là chính vụ của hàng loạt những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da dày, Đặc biệt xuất khẩu nhóm nông lâm thủy sản đang tăng mạnh trở lại. Mặt hàng gạo cũng xuất khẩu tăng trở lại sau một thời gian dài gặp khó. Tập đoàn tài chính quốc tế IFC, thành viên của nhóm ngân hàng thế giới đã chính thức cho biết sẽ tài trợ 15 triệu đô la, khoảng 340 tỷ đồng cho công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Anova, Anova Feed để xây dựng thêm các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi. Theo đó hình thức tài trợ là phát hành trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm. Quản đầu tư này sẽ giúp Anova Fit xây dựng thêm hai nhà máy mới tại tỉnh Đồng Nai và Hưng Yên cùng một kho trung chuyển tại tỉnh Long An trong vòng 2 năm tới. Ở Việt Nam, IFC đã đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam, một ngành đang có tốc độ tăng trưởng nhanh và đóng góp tới hơn 20% tổng sản phẩm quốc nội. Chính vì vậy, thông qua việc hỗ trợ những doanh nghiệp như Adova Fit, IFC sẽ khuyến khích sự phát triển hiệu quả và bền vững của các doanh nghiệp tư nhân trong nước trong chuỗi cung ứng nông nghiệp từ đó thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng nông sản trên thị trường nội địa. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB đã ký kết thỏa thuận. Theo đó, chương trình tài trợ thương mại TFP của ADB sẽ cung cấp bảo lãnh lên tới 20 triệu đô la mỗi năm để hỗ trợ hoạt động thương mại ở Việt Nam. Với sự tham gia của OCB, chương trình TFP hiện đã có 12 ngân hàng đối tác tại Việt Nam theo thỏa thuận adb và ocb sẽ hỗ trợ các công ty xuất nhập khẩu gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ thỏa thuận này sẽ giúp tạo ra tăng trưởng kinh tế và công an việc làm đồng thời với việc cung cấp các khoản vay và bảo lãnh tại việt nam chương trình tfp sẽ tiến hành các hội thảo và hội nghị chuyên đề nhằm tăng cường hiểu biết và chuyên môn về tài trợ thương mại từ đó giúp hỗ trợ nhiều hơn cho các công ty xuất khẩu và nhập khẩu ở việt nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện việc báo cáo tình hình lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp theo kế hoạch để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam theo chỉ đạo của thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình triển khai các giải pháp theo kế hoạch nêu trên, báo cáo tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 6 năm 2016. Các tổ chức tín dụng gửi báo cáo theo yêu cầu tại văn bản này về ngân hàng nhà nước, vụ chính sách tiền tệ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi văn nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị đảm bảo an toàn trong hoạt động vận chuyển khách du lịch trên phương tiện thủy nội địa. Để kịp thời chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố yêu cầu các cơ quan tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền các cấp khẩn trương giả soát, kiểm tra chất lượng và điều kiện đảm bảo an toàn của phương tiện thủy nội địa kinh doanh vận chuyển khách du lịch, bến cảng, nơi neo đậu, luồng, tuyến thủy nội địa vận chuyển khách du lịch trên địa bàn. Chuyển sang phần tin quốc tế, với 142 nghị sĩ có mặt tại phiên bỏ phiếu, chỉ có 15 phiếu ủng hộ Thủ tướng Croatia Oretkovic, trong khi có tới 125 phiếu chống. Thủ tướng Croatia Oretkovic và chính phủ của ông hôm 16 tháng 6 đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Với 142 nghị sĩ có mặt tại phiên bỏ phiếu, chỉ có 15 phiếu ủng hộ Thủ tướng Oretkovic, 125 phiếu chống, yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng và hai phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm vào thủ tướng do đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền liên minh dân chủ Croatia HDZ khởi xướng tuần trước và nhận được sự ủng hộ từ đảng đối lập chính dân chủ xã hội đang mong muốn tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Tổng thống Croatia Kolinda Gaba Kitarovic sẽ bắt đầu tham vấn với các đảng trong quốc hội về việc thành lập nội các mới trong ngày 17 tháng 6. Nếu không thành lập được chính phủ mới trong 30 ngày tới, Tổng thống sẽ phải kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Thụy Sĩ đã thông qua quyết định rút lại đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu, động thái chỉ diễn ra một tuần trước khi anh bỏ phiếu về việc rời khỏi EU, Brexit. Hội đồng nhà nước Thượng viện Thụy Sĩ đã thông qua quyết định rút lại đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu mà nước này đệ trình năm 1992, đồng thời tán thành quyết định tương tự mà Hội đồng quốc gia, tức Hạ viện đưa ra trước đó. Bộ trưởng ngoại giao nước này, ông Didier Burkhalter cho biết Thụy Sĩ không có ý định tham gia EU và muốn là một quốc gia có chủ quyền độc lập. Thụy Sĩ đệ đơn xin gia nhập EU hồi tháng 5 năm 1992. Tuy nhiên, khi tiến hành trưng cầu ý dân về vấn đề này vào tháng 12 năm 1992, người dân Thụy Sĩ đã phản đối gia nhập không gian kinh tế châu Âu lúc đó. Vấn đề rút hay không rút lại đơn xin gia nhập này đã gây tranh cãi tại quốc gia Bắc Âu này. Các nghị sĩ đảng nhân dân thuộc phe bảo thủ đề nghị rút đơn xin gia nhập EU vì ủng hộ quy chế trung lập của Thụy Sĩ và cho rằng việc gia nhập EU sẽ đe dọa chủ quyền của nước này. Các bên liên quan cho rằng 48 giờ ngừng bắn là không đủ để đảm bảo hàng nghìn người ở Aleppo nhận được hàng cứu trợ. Bộ Quốc phòng Nga thông báo chính phủ và các nhóm vũ trang Syria vừa tuyên bố ngừng bắn kéo dài 48 tiếng tại thành phố miền Bắc Aleppo. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết tình hình Aleppo ngày 16 tháng 6 khá ổn định, trong khi đó tổ chức viện trợ nhân đạo Makikov cũng đánh giá tình hình bạo lực thuyên giảm rõ rệt. Các bên tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo bằng các lệnh ngừng bắn, song cho rằng 48 tiếng đồng hồ không đủ để đảm bảo hàng nghìn người ở Aleppo được nhận lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm. Đã tìm thấy hộp đen MS-804 của hãng hàng không Egypt Ủy ban điều tra tai nạn máy bay Ai Cập tuyên bố hộp đen ghi âm giọng nói trong buồng lái của máy bay Airbus A320 thuộc hãng hàng không Egypt Mang số hiệu MS804 bị rơi hôm 19 tháng 5 đã được tìm thấy. Tuy nhiên, nguồn tin cho hay hộp đen này đã bị hư hại. MS804 của EgyptAir -E đã gặp nạn trên địa trung hải khi đang trên hành trình từ Paris Pháp tới Cairo Ai Cập cùng với 66 hành khách và phi hành đoàn. Toàn bộ đều bị cho là đã thiệt mạng. Một khi được tìm thấy, nếu còn nguyên vẹn hộp đen sẽ được bàn giao cho chính quyền Ai Cập giải mã tại Cairo. Nếu bị hư hại, nó có thể sẽ được gửi ra nước ngoài phân tích thêm hoặc gửi trả lại nhà sản xuất Honeywell của Mỹ để khôi phục. Cảnh sát Anh thông báo nữ nghị sĩ Jo Cox đã qua đời sau khi bị bắn và đâm trọng thương khi chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc của tri ở miền Bắc nước này. Phát biểu với các phóng viên cảnh sát trưởng vùng Tây Yorkshire, bà Diculin nói: "Tôi rất đau buồn khi phải thông báo rằng bà Jo Cox đã qua đời do bị thương." Theo bà Diculin, nữ nghị sĩ Jo Cox qua đời lúc 13 giờ 48 phút theo giờ địa phương. Cảnh sát khu vực Tây Yorkshire cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 52 tuổi và đã bắt đầu thẩm vấn để làm rõ thông tin. Trước đó, các hãng truyền thông Anh đưa tin bà dâu Cốc, 41 tuổi, thuộc công đảng có xu hướng ủng hộ Liên minh châu Âu, đã bị bắn và đâm trọng thương tại khu vực bầu cử Bisto, gần thành phố Lít, vùng Yorkshire. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. chí Việt Nam, tiếng nói tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Cùng với hoạt động báo chí của cả nước, báo chí Vĩnh Phúc đã và đang góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương. Kỷ niệm 91 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2016, những người làm báo Vĩnh Phúc tự hào viết tiếp truyền thống làm báo cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị kỹ năng làm báo giữ vững sự trong sáng của đạo đức nghề nghiệp để báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén đắc lực của đảng nhà nước và nhân dân